Hôm nay tôi có cục phát điện hữu toàn nè, nào phát điện thủy nha, nghĩa là phát điện dành cho dùng biển đó, chống sét đó. Nó là 16 kVA, 16 kg đó, 65A, 1500 vòng trên phút, nặng 102 kg. Đài này giờ là chuyên dùng cho dùng nước mặn đó nè, hay là dùng có xài nước nhiều á, không ảnh hưởng đến bộ phận bên trong, gọi là mà đi mô thủy á. Không, tuần hồ điện luôn nha, hồ điện tử luôn. Này là 16 kVA, 16 kg, 72A. Này là bà con mấy dùng biển tàu cá cá nè xài được nè, nước biển nó không làm sét bộ phận bên trong, gọi là phát điện thủy. Là 16 kg đồng hồ điện tử luôn, chống sét luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo 0886 5677. Alo, dạ đúng rồi, dạ đây phát điện hữu toàn thủy 16 kVA 72A. Rồi còn nào có nhu cầu alo 0886 5677.